Không mà cầm cầm tăng là được, cái tăng nó có cái này hồi máu tốt mà. Kết quả cuối thực ra mình nghĩ là cũng chả cần debuff, đúng không? Quả cuối mà buff cái thuật trị liệu thần thánh này hồi máu thì cũng cả một tấn máu. Nói chung là yếu tố là mình đánh giá là có hai yếu tố chính. Yếu tố một là không cũng nhiều yếu tố đấy, hai yếu tố là hơi thiếu. Thứ nhất là cầm full bảng tăng. Thứ hai là né skill, đúng chưa? Thứ ba là có một người kéo bot. Có một người kéo bot là quan trọng. Còn cái việc mà đánh theo thứ tự này thì mình nghĩ là đánh theo thứ tự thì để cho mọi người tất cả cùng đánh một con ấy, cho nó dễ. Chứ còn ví dụ như hồi nãy mình thấy có lúc đánh con tím gần chết rồi, đâu nhất thiết phải đánh theo thứ tự đâu. Quan trọng nhất mình nghĩ là kéo bot ấy. Kéo bot với cầm tăng. Chứ còn thứ tự thì hồi máu thì đánh mấy con kia chết sớm thì cũng thế. Xanh xanh lá, xanh lá, xanh lá. Này khi đánh một được hai luôn chứ. Có cả Herman mắc rồi cơ. Chất lượng quá. Thịt con xanh dương luôn. Cầm bảng tăng cũng chả mất máu mấy. Giờ cái nhà huyền thoại K1 còn đáng để dùng không anh? Hay rồi hết speed và free KVK à? Có chứ, các bạn mà đua được top danh dự thì mình, nếu mà các bạn mà đua được top thì mình khuyên các bạn vẫn nên đua top. Top danh dự vẫn là ngon nhất anh em ơi, free KVK chỉ ngon khi các bạn không ăn được top thôi. Nhưng mà top thì thường vào top 20 các bạn không tốn AP mấy. Chủ yếu AP anh em ăn top 1, top 2 ngon. Con này cũng hơi khó thật rồi. HKB lên trống hay lên tù và? Mình thì vẫn chọn tù và anh em ạ. Nhiều người vẫn chọn trống. Ok, để bác nông dân kéo bot tiếp nha. Còn anh em thì cứ đánh như hồi nãy, mình nghĩ hồi nãy đánh là ok rồi. Có đoạn cuối là tại vì kiểu ít máu ấy. Chứ còn đoạn cuối mà nhiều máu tí là ăn rồi. Rồi tôi kéo bot. Mình cầm kỵ chạy tít thò lò như này thì 8 đời bot không ra được chiêu. Ok kìa, tôi bị nó khiêu khích. Số đây có né được không? Ui, bạn ảnh lỗi à? Nó có đến đây mình đi dưới này mà vẫn dính nhỉ? Nhà mãi. Hồi máu. Tính ra ấy. Tính ra mình nghĩ là mấy người cầm tăng khác ấy khiêu khích tất cả mấy con quái vào một chỗ đúng không? Chém có khi còn nhanh hơn. Nhờ. Tầm này ví dụ khiêu khích cả con màu tím, màu đỏ, màu vàng vào một chỗ chém ấy, mình thấy cũng được mà, tại vì khiêu khích được mà. Chỉ có mình là cần kéo bot thôi, còn mấy ông kia cứ khiêu khích mấy con quái nhỏ lại được luôn đấy chứ. Tại nãy mình thấy chém lan cũng bọn nó ăn đam nhiều phết đấy. Còn con màu tím này ông nào rước luôn hộ tôi phát. Cứ đuổi tôi như đuổi tà này. Sao? Bắt ổn. Có bần từ top không thấy trả lời sang đây hỏi. Khi tôi không trả lời đơn giản, tôi không đọc được bình luận của các bạn thôi, khổ lắm. Lần này dư nhiều máu này, lần này dư xăng. Lần này đánh đúng là dư xăng luôn. Ủa? Thế xẻo. Thế tí nữa lúc mà ra con boss ấy anh em. Tí nữa lúc mà ra con boss ấy.
thì mình cứ kéo thôi nhở. Cần deck thì mình cần đứng lại đánh đúng không? Mình đứng lại đánh là con bot nó ra được skill. Mình cứ khiêu khích con bot chạy lòng vòng cho team đánh, có khi lại ngon. Hợp lý không? Chứ cần quái thì mà mình phải đánh. Tí tôi cứ kéo bot chạy lòng vòng cho team chơi này, bot nó khỏi ra skill, khỏi phải né. Tại vì bot nó phải đứng lại nó đánh nó mới ra skill mà. Cứ chạy vòng vòng thôi. Team giết xong con tím này là team xử con bot thôi. Hợp lý quá đúng không? Để tôi kéo nó đi. Ôi nó không dí anh em ạ. Nó đứng im rồi. Nó vẫn đang target vào người mình nhưng mà nó không dí. À rồi nó đứng lại để khiêu khích mình em ạ. Mình thấy nó vẫn đang hiện target vào người mình này mà nó đâu dí mình đâu. Nó không dí mình luôn ấy. Mình đang thử coi mình có khiêu khích được nó không. Được này, đấy. Không, không rồi. Nó cứ quay lại nó đánh ra cắt lượng rồi. Nó không chạy theo mình. Nó chạy được một đoạn lại quay lại. À, ông kia cũng khiêu khích à? Thế thì đánh luôn. Thôi nếu như mà mình nghĩ vậy, nếu mà mình cứ chạy vòng vòng vậy cũng ok. Tầm này thì dư đam rồi. Easy. Vỗ tay. Cống hiến tôi thấp thế, có 471.000. Việc nhẹ lương cao nhưng mà nice. Ok. Cảm ơn anh em đã trợ giúp. Đúng là kiểu mà chơi với team biết chơi nó dễ hẳn ha. Shopping thôi. Tele phải mua chứ. Có như ta. Chìa khóa vàng. Mua vàng đi. Quá ngon.